nay không có lấy vé được xe, một cái vé dành cho phụ nữ như ngày 8 tháng 3. Ở sáng đi xe là em thấy là có hai anh á, là anh ôm hai bó hoa trên tay, là anh nói là hôm nay ngày 8 tháng 3 tặng chị em phụ nữ, thì em rất bất ngờ lắm. Cô không có biết trước, cho nên là bữa nào cô bước lên xe thì cái cô xe của nó là được miễn phí, cho nên cô cũng thấy rất là thoải mái. Đây là món quà đầu tiên em nhận được. Nếu mà tất cả các tuyến xe buýt đều miễn phí vé vậy thì tốt hơn. Còn bây giờ thấy gì cũng hạnh phúc rồi. Hôm nay là đi miễn phí là sướng rồi. We'll be right back.